để mình chơi mini game tham gia mini game để có thể sở hữu ngay một cái áo dạ siêu phẩm bên em nhá. Nên mọi người nhanh tay luôn, hàng chuẩn Quảng Châu tăng mắc đầy đủ nhá. Áo dạ nơ 4 free siêu phẩm nhá. Mọi người hãy nhanh tay chia sẻ để cùng tham gia mini game ạ. Nhanh tay lên luôn hồi em nào. Đầu tiên là sẽ chơi mini game nhá. Chơi mini game để nhận ngay áo dạ cả nhà nhá. Nên cả nhà hãy nhanh tay chia sẻ luôn nhá. Chia sẻ ấn theo dõi trang page của em và comment lên số điện thoại của mọi người để có thể sở hữu ngay một cái áo dạ nơ chuẩn đẹp bên em nhá. Dạ nơ mà còn là 4 free nữa nhá. Mọi người nhanh tay vào luôn đi nào, nhanh tay chia sẻ luôn đi nào. Người đẹp nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn hồi em nhá. Chân và em đang mặc đời tí em sau, đầu tiên là cứ chơi mini game đi đã nhá. Đầu tiên là cả nhà chơi mini game để có thể sở hữu ngay cái áo dạ như thế này nhá. Để em tí nhá, màn hình nó hơi bị lóa. Ok nhá, sở hữu ngay một cái áo dạ siêu phẩm bên em luôn. Nên cả nhà hãy nhanh tay vào luôn đi ạ. Cực kỳ xinh luôn nhá. Một cái áo dạ này sẽ thuộc về người đẹp nào nên cả nhà hãy nhanh tay chia sẻ đi ạ. Áo dạ này sẽ thuộc về người đẹp nào nên cả nhà hãy nhanh tay chia sẻ thật nhiều và ấn theo dõi trang page của em để có thể sở hữu ngay một cái áo dạ như thế này nhá. Chuẩn đẹp luôn. Màu này thì mặc lên cực kỳ sáng da nên mọi người lưu ý cho em. Mọi người chỉ cần ấn chia sẻ, ấn theo dõi trang page của em và lên số điện thoại của mọi người để chơi mini game, để tham gia mini game và được tặng luôn một cái áo dạ nơ chuẩn đẹp như thế này nhá. Nên mọi người hãy nhanh tay lên luôn đi nào. Tham gia mini game để nhận áo dạ như thế này nên mọi người hãy chia sẻ luôn đi ạ. Mọi người hãy chia sẻ luôn nhá. Nhanh tay lên luôn hồi em đi ạ. Nhanh tay lên luôn hồi em nhá. Áo dạ để tặng không bán. Áo dạ để tặng không bán nhá. Mọi người hãy lên luôn hồi em đi nào. Người đẹp nào muốn sở hữu ngay áo dạ này thì hãy nhanh tay comment lên số điện thoại của mọi người và kèm theo chia sẻ và ấn theo dõi trang page của em. Áo dạ này để tặng không bán nhá. Lưu ý hồi em, áo dạ để tặng không bán. Mọi người lên luôn hồi em đi nào. Chia sẻ luôn đi nào, chia sẻ luôn nhá. Áo tặng để, áo dạ để tặng không bán. Ai muốn được sở hữu áo dạ này thì hãy tham gia mini game ạ. Lưu ý áo dạ để tặng không bán nhá. Người đẹp nào muốn được sở hữu áo dạ này thì hãy tham gia mini game. Nhanh tay vào luôn hồi em đi ạ. Chia sẻ, ấn theo dõi trang page và comment lên số điện thoại của mọi người. Siêu phẩm cực kỳ đẹp nhá. Lưu ý là áo dạ để tặng không bán, muốn mua cũng không bán nhá. Lưu ý hồi em nhá. Nên mọi người hãy nhanh tay lên luôn hồi em, siêu đẹp luôn. Sản phẩm này thì siêu đẹp, để tặng không bán. Ai muốn được sở hữu áo dạ này thì hãy chia sẻ lên, hãy ấn theo dõi trang page của em và comment lên số điện thoại của mọi người. Lưu ý hồi em, áo dạ để tặng không bán nhá. Người đẹp nào muốn được sở hữu áo dạ này thì hãy nhanh tay tham gia mini game ạ. Chia sẻ thật nhiều nhá, để không bị ẩn comment nhá. Cả nhà hãy chia sẻ nhiều vào hội nhóm để không bị ẩn comment. Và chia sẻ nhiều hội nhóm thì sẽ có cơ hội nhận được quà khác nhá. Chân và em đang mặc đợi tí em sau cả nhà nhá, đợi em tí ạ. Đầu tiên là người đẹp nào muốn được sở hữu hai cái áo dạ này thì hãy nhanh tay tham gia mini game, nhanh tay chia sẻ công khai bài like này lên tường cá nhân và ấn theo dõi trang page của em nhá. Lưu ý áo dạ này để tặng không bán nhá. Nên còn mọi người muốn mua em cũng không bán đâu ạ, tại vì rất là ít nên em chỉ là để dành để tham gia mini game, để tặng không bán. Lưu ý hộ em nhá. Mọi người nhanh tay nào, áo siêu đẹp luôn. Nó là dáng siêu phẩm kết hợp giữa hai siêu phẩm mới của bên em nhá. Đợt trước là có áo dạ 4 free này. Cái này là kết hợp giữa áo dạ 4 free và dạ nơ vào một siêu phẩm luôn nhá. Để tăng không bán, nhanh tay lên luôn hồi em đi ạ. Chia sẻ nhanh tay nhá, chia sẻ nhanh tay lên luôn đi nào. Ấn theo dõi trang page của em và chia sẻ công khai lên tường cá nhân của mọi người ạ. Mọi người ai chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn. Và ai chưa ấn theo dõi trang page thì ấn luôn nhá. Và lên số điện thoại của mọi người nhá, nhanh tay lên luôn. Đầy đủ size số SML nhá. Đầy đủ size số SML để tặng không bán. Lưu ý hồi em, áo dạ để tặng không bán, nhanh tay chia sẻ nào. Người đẹp nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn nhá. Và hãy chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm nhá. Chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm để không bị ẩn comment. Lưu ý hồi em ạ. Chia sẻ vào nhiều vào hội nhóm để không bị ẩn comment nhá. Tí nữa thì em sẽ bắt đầu bóc tờ tiền. Em sẽ bắt đầu bóc tiền, người đẹp nào có đuôi số điện thoại trùng với xe đi tờ tiền là sẽ nhận ngay được một kéo dạ như thế này nhá. Lưu ý hộ em nhá. Mọi người thấy có bị tối không?
nhanh tay lên luôn rồi em đi nào. Siêu phẩm cực kỳ đẹp luôn. Để tặng không bán nhá. Lưu ý là để tặng không bán nên đừng ai hỏi mua nhá. Tại vì cái này em chỉ để tặng thôi. Nên người đẹp nào muốn được sở hữu cái áo dài này thì hãy nhanh tay chia sẻ và hãy ấn theo dõi trang page luôn cho em đi ạ. Áo dài để tặng không bán nhá. Chỉ có tầm 4-5 cái thôi ạ. Chỉ có tầm 4-5 cái thôi nên cả nhà hãy nhanh tay và hãy sở hữu ngay luôn đi nào. Chỉ có tầm 4-5 cái thôi nhá. Để tặng không bán nên người đẹp nào muốn sở hữu áo này thì hãy nhanh tay lên luôn đi nào. SML nhá, dưới 60 cân là vừa. Đầy đủ size số cho những người đẹp nào dưới 60 cân. Người đẹp nào chưa ấn theo dõi trang page của em thì hãy thực hiện luôn nhá. Nhớ là thực hiện này, ấn chia sẻ này, ấn theo dõi trang page trước thời điểm mà em công bố CD tờ tiền cả nhà nhá. Một cái áo da siêu phẩm cực kỳ đẹp. Em để tặng không bán nhá cả nhà nhá, nên đừng ai hỏi bán nhá. Nên mọi người hãy nhanh tay lên luôn đi nào. Em dành thời gian cho mọi người chia sẻ thì mọi người hãy chia sẻ luôn hộ em nhá. Chia sẻ công khai lên tường cá nhân. Chia sẻ và ấn theo dõi trang page luôn hộ em nhá. Lưu ý hộ em chia sẻ công khai lên tường cá nhân và ấn theo dõi trang page của em. Nên mọi người nhanh tay ạ. Tại vì một CD tờ tiền em chỉ chọn đúng một người nổi đầu tiên thôi ạ. Nên cả nhà hãy chia sẻ thật nhiều nhá để không biển comment nhá. Nếu bị biển comment thì em không chịu trách nhiệm đâu nhá. Nên mọi người lưu ý cho em, biển comment là em không chịu trách nhiệm. Nên cả nhà hãy chia sẻ thật nhiều ạ. Áo da siêu phẩm cực đẹp để tặng không bán nhá. Lưu ý cho em, người đẹp nào muốn được sở hữu cái áo da này thì mọi người hãy nhanh tay tham gia mini game ạ. Còn áo da này em không bán ạ. Chỉ có tầm 5 cái thôi nên em không bán nhá, để chơi tặng mini game. Áo da để tặng không bán, lưu ý cho em ạ. Nên người đẹp nào muốn được sở hữu áo da này thì hãy nhanh tay ấn theo dõi trang page của em và ấn chia sẻ công khai lên tường cá nhân của mọi người nhá. Em sẽ bóc lên một CD tờ tiền. Người đẹp nào có đuôi số điện thoại trùng với CD tờ tiền em bóc lên. Và là nhanh nhất nhá, và là người nhanh nhất thì em sẽ ghim lên. Và kiểm tra chia sẻ nhá, nhớ là comment số điện thoại có thể tìm được ra Facebook, lưu ý cho em. Comment số điện thoại có thể tìm được ra Facebook kèm theo chia sẻ và kèm theo ấn theo dõi trang page của em nhá, lưu ý cho em nhá. Nên mọi người hãy nhanh tay đi nào. Người đẹp nào ít tương tác với em, người đẹp nào ít tương tác với em hoặc là lần đầu tiên vào xem live của bên em thì hãy nhanh tay chia sẻ thật nhiều nhá. Nhanh tay tương tác, nhanh tay chia sẻ và nhanh tay ấn theo dõi trang page của em để có thể sở hữu ngay một cái áo nha nhá. Lưu ý là áo này em sẽ không bán đâu ạ. Em sẽ không bán nhá, chỉ để tặng không bán, lưu ý cho em. Nên người đẹp nào muốn được sở hữu áo này thì hãy tham gia nhanh mini game nhá. Đầy đủ size số nhá. Đây ạ. Đầy đủ size số nhá, lưu ý cho em. Cái em đang cầm trên tay là size S nhá. SML đầy đủ size số ạ. Nên người đẹp nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn đi nào. Lưu ý cho em là hãy chia sẻ, hãy ấn theo dõi trang page của em, phải thực hiện đầy đủ các bước nhá. Người đẹp nào không chia sẻ tạch, không ấn theo dõi trang page tạch và số điện thoại không tìm ra Facebook tạch, lưu ý cho em ạ. Hãy chia sẻ ngay thời điểm bây giờ nhá. Bây giờ là em đang dành thời gian cho mọi người tương tác nhá. Em đang dành thời gian cho mọi người tương tác và mọi người chia sẻ nhá. Còn tí nữa bắt đầu vào chơi. Ai mà biển comment là em không chịu trách nhiệm nhá, nên mọi người lưu ý cho em. Bây giờ em đang dành thời gian cho mọi người tương tác này. Mọi người hãy tương tác với fan em thật nhiều để tí nữa bắt đầu vào chơi thì sẽ không biển comment nhá. Chứ còn bây giờ mọi người không chia sẻ, không tương tác thì tí nữa biển comment là em không chịu trách nhiệm nhá. Lưu ý cho em. Tại vì áo giả này em không bán đâu ạ. Em chỉ để tặng mini game thôi ạ. Lưu ý là áo giả này em không bán, em chỉ để tặng mini game nhá. Ai chia sẻ rồi thì chia, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ luôn. Ai chưa ấn theo dõi trang page của em thì ấn luôn. Lưu ý là nhớ thực hiện đầy đủ 3 bước nhá. Thực hiện đầy đủ 3 bước. Đầu tiên là chia sẻ, thứ hai là ấn theo dõi trang page và thứ ba là comment lên số điện thoại của mọi người. Nhớ là số điện thoại có thể tìm ra Facebook nhá. Áo này siêu đẹp luôn. Áo này là gọi là siêu đẹp luôn nhá. Lưu ý là chỉ có 5 cái duy nhất để tặng không bán. Lưu ý là 5 cái duy nhất để tặng không bán nhá. Đủ size SML luôn nha. Riêng áo này siêu siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nhá. Tay của nó kiểu hơi xòe xòe một tí này. Nó hơi lửng lửng một tí nha. Rất là đẹp luôn. Nên mọi người nhanh tay nào. Ai muốn sở hữu áo này thì hãy nhanh tay chia sẻ luôn đi nào. Hãy nhanh tay chia sẻ nha. Bây giờ em đang dành thời gian cho mọi người tương tác nha. Nên mọi người hãy nhanh tay tương tác đi ạ. Tí nữa bắt đầu vào chơi thì lượng comment là sẽ dồn rất là nhiều luôn. Nên rất là dễ biển comment ạ. Người đẹp nào mà lần đầu tiên vào xem like của em thì hãy nhanh tay tương tác nha. Còn tí nữa bắt đầu vào chơi mà biển comment là em không chịu trách nhiệm nha. Lưu ý hộ em nha.
Em chỉ ghi nhận người đẹp nào nổi đầu tiên của tường của em và trùng với xe đi tờ tiền em bốc lên. Số điện thoại nào trùng với xe đi tờ tiền em bốc lên là sở hữu luôn cái áo giả như thế này nhá. Áo giả này để tặng không bán, lười thôi em. Áo giả này em để tặng không bán chỉ có 5 cái duy nhất thôi. 5 cái duy nhất để tặng không bán nha, lười thôi em nha. 5 cái duy nhất để tặng không bán nha. Nên mọi người hãy chia sẻ luôn đi nào. Hãy chia sẻ luôn, hãy ấn theo dõi trang page của em luôn đi nào. Hãy chia sẻ luôn, hãy ấn theo dõi trang page nha. Siêu đẹp luôn. Để tặng không bán, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ luôn. Ai chưa ấn theo dõi trang page thì của em thì ấn luôn nha. Lưu ý là đừng ai hỏi mua để tặng không bán đâu ạ. Mẫu này em để tặng không bán nha, lưu ý hộ em. Nên người đẹp nào muốn sở hữu ngay áo giả này thì hãy thực hiện đầy đủ đi ạ. Hãy chia sẻ, hãy ấn theo dõi trang page của em đi nào. Hãy chia sẻ, hãy ấn theo dõi trang page của em đi nào. Rất là đẹp nha, bản thân em cũng mê luôn nha. Tại vì có 5 cái duy nhất thôi nên em để tặng không bán nha. Coi như là tri ân khách hàng cuối năm ạ. Cái này là gọi siêu phẩm, mọi người sẽ không bao giờ bị đụng hàng đâu. Áo này là hàng limit nhá, số lượng có hạn nên mọi người sẽ không bao giờ bị đụng hàng đâu ạ. Nó vừa là giả 4Q và lừa, vừa là giả nơ nha. Kết hợp giữa hai siêu phẩm và một siêu phẩm luôn nha. Nên mọi người hãy nhanh tay luôn. Rất là dễ để có thể sở hữu ngay cái này nhá. Chỉ có 5 cái duy nhất thôi ạ. Chỉ có 5 cái duy nhất thôi nhá. Nên mọi người hãy lưu ý luôn hồi em. Người đẹp nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn đi nào. Nhớ là chia sẻ và theo dõi trang page của em nhá. Và lên số điện thoại của mọi người nhá, lưu ý cho em. Em đang dành thời gian cho mọi người tương tác thì mọi người hãy nhanh tay tương tác đi ạ. Người đẹp nào lần đầu tiên xem bài like của em thì hãy nhanh tay chia sẻ nhá. Còn tí nữa mà bị ẩn comment là em sẽ không chịu trách nhiệm nhá. Mọi người lưu ý cho em, nhanh tay lên luôn hồi em đi nào. Nhanh tay lên luôn hồi em đi nào. Lưu ý cho em nhá, để tặng không bán. Người đẹp nào lưu ý là người đẹp nào có, người đẹp nào nhận được quà mini game, muốn nhận quà ngay và luôn thì có thể quy đổi bằng tiền mặt nhá. Lưu ý là người đẹp nào muốn nhận được quà, ví dụ ai trúng cái áo giả này thích quy đổi bằng tiền mặt thì em quy đổi bằng tiền mặt cho nhá, lưu ý hộ em. Người đẹp nào sở hữu được cái áo giả muốn nhận quà ngay và luôn thích quy đổi bằng tiền mặt thì em sẽ quy đổi bằng tiền mặt cho nhá, mọi người lưu ý hộ em nhá. Nhưng mà lưu ý là lúc quy đổi bằng tiền mặt thì giá trị tiền mặt sẽ không ngang hàng với giá trị sản phẩm. Nên mọi người nhanh tay lên luôn đi nào. Nhanh tay lên luôn để em bắt đầu bốc nào. Nhanh tay lên luôn để em bắt đầu bốc nào. Siêu phẩm cực kỳ đẹp. Ấn theo dõi trang page và ấn chia sẻ lên luôn đi nào. Nhanh tay chia sẻ, nhanh tay tương tác nha. Chia sẻ thật nhiều, tương tác thật cao nha. Còn bị ẩn comment là em sẽ không chịu trách nhiệm nha. Mọi người lưu ý hộ em. Tại vì rất là nhiều chị đang chơi mini game ở đây. Nên mọi người hãy chia sẻ thật nhiều, tương tác thật cao. Thì nó sẽ không bao giờ bị bật ra nha. Mọi người lưu ý hộ em nha. Áo giả siêu phẩm để tặng không bán chỉ có 5 cái thôi ạ. Áo giả siêu phẩm để tặng không bán nha. 5 cái duy nhất để tặng không bán nha. Mọi người nhanh tay lên luôn đi nào. Nhanh tay lên luôn đi nào. Nhanh tay lên luôn hồi em đi ạ. Nhanh tay lên luôn hồi em nha. Ai chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn đi nào. Áo giả để tặng không bán ạ. Áo giả này để tặng không bán nhá. Người đẹp nào muốn ok nào. Người đẹp nào muốn sở hữu áo giả này thì hãy chia sẻ luôn nhá. Và nhớ là comment lên số điện thoại có thể tìm được ra Facebook. Lưu ý cho em nhá, bây giờ em sẽ bắt đầu bóc nhá. Bây giờ em sẽ bắt đầu bóc nhá. Lưu ý là comment lên số điện thoại có thể tìm được ra Facebook, mọi người nhớ rõ chưa ạ? Comment lên số điện thoại có thể tìm được ra Facebook mọi người đang chơi mini game ở đây. Em sẽ bóc lên một tờ tiền. Người đẹp nào có đuôi số điện thoại trùng với xe đi tờ tiền em bóc lên thì hãy comment lên nha. Nếu không có số điện thoại trùng với xe đi tờ tiền thì đừng comment nha, để tránh mất quyền lời của người khác nha, và để tránh mất thời gian nha. Mọi người lưu ý nha, nhớ là chia sẻ công khai lên tường cá nhân này, ấn theo dõi trang page này, comment lên số điện thoại của mọi người này, lưu ý cho em. Nên mọi người hãy nhanh tay tương tác đi ạ. Bị ẩn comment là em sẽ không chịu trách nhiệm nha. Bị ẩn comment là em sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha. Áo giả rất là đẹp, siêu phẩm cực kỳ đẹp luôn nha. Sẽ thuộc về ai? Thực hiện đầy đủ các bước nên mọi người hãy nhanh tay lên luôn rồi em đi nào. Nhanh tay luôn đi nào. Chia sẻ, ấn theo dõi trang page và comment lên số điện thoại. Lưu ý là số điện thoại có thể tìm được ra Facebook nha. Lưu ý hồi em là số điện thoại có thể tìm được ra Facebook. Đừng ai hỏi bán mẫu này nha, mẫu này em không bán ạ. Mẫu này em chỉ để tặng không bán, lưu ý hộ em ạ. Mẫu này em chỉ để tặng không bán nha, nên đừng ai hỏi mua nha.
mẫu này chỉ có 5 cái duy nhất thôi nên em chỉ để tặng thôi ạ, không bán ạ. Nên mọi người lưu ý hộ em, nên mọi người hãy nhanh tay lên luôn hộ em đi nào. Chia sẻ ấn theo dõi trang Facebook đi nào. Chia sẻ ấn theo dõi trang Facebook đi ạ. Ai chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn, và ai chưa ấn theo dõi trang Facebook của em thì hãy thực hiện ngay bây giờ luôn đi nào. Hãy thực hiện ngay bây giờ luôn cho em đi ạ. Thực hiện ngay bây giờ luôn đi nào. Chia sẻ và ấn theo dõi trang Facebook và comment lên số điện thoại của mọi người thì sẽ có cơ hội sở hữu ngay một áo dài như thế này nhá. Lưu ý hộ em là người đẹp nào lần đầu tiên mới xem bài like của em thì hãy nhanh tay tương tác thật cao đi ạ. Tương tác thật nhiều nhá để không bị ẩn comment nhá. Tí nữa bắt đầu vào chơi, bị ẩn comment em không sẽ không chịu trách nhiệm nhá. Em chỉ chọn người đẹp nào nổi đầu tiên thôi ạ. Nổi đầu tiên trùng với CD tờ tiền em bốc lên nhá. Lưu ý hộ em nhá. Nên mọi người hãy nhanh tay tương tác, chia sẻ thật nhiều ạ. Mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm thì sẽ có cơ hội nhận ngay bộ quần áo luôn nhá. Lưu ý hộ em. Đây ạ, một cái áo dạ nơ siêu đẹp nhá. Mặc dù em không có khiếu sắt nơ lắm. Nhanh tay nào, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ luôn nhá. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ luôn nhá. Đang rất là nhiều bình luận comment ở đây, nên cả nhà hãy nhanh tay tương tác nhá. Ok nào, bây giờ em sẽ bắt đầu bốc ạ. Bây giờ em sẽ bắt đầu bốc nhá. Bây giờ em sẽ bắt đầu bốc nhá. Trò này rất là công khai và minh bạch. Em không hề biết trước tờ tiền này là tờ như thế nào. Bây giờ em sẽ nhắm mắt bốc nhá. Người đẹp nào có đuôi số điện thoại trùng với CD tờ tiền này thì hãy nhanh tay comment lên số điện thoại của mình. Thì em sẽ cầm tại vì page của em không được im lên nên em sẽ like cái comment đấy. Và em sẽ đọc tên người đấy lên. Đọc tên người đấy lên và kiểm tra chia sẻ nhá. Lưu ý là comment lên số điện thoại có thể tìm được ra Facebook nhá. Comment lên số điện thoại có thể tìm được ra Facebook của em ạ. Người đẹp nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn. Người đẹp nào chưa ấn theo dõi trang Facebook của em thì hãy thực hiện luôn nhá. Nhớ là thực hiện nhá. Còn áo này em để tặng không bán đâu ạ. 5 cái duy nhất để tặng không bán nhá. Đừng ai hỏi mua nhá, em không bán đâu ạ. Em chỉ để tặng thôi nhá. Ok nào. Ok nhá, bây giờ sẽ bóc một tờ bất kỳ ở đây. Ok nhá, em đã có CD ở đây ạ. Ok nhá, em đã có CD trong tay ạ. Em đã có tờ CD trong tay. Nên cả nhà hãy tương tác đi nào. Hãy nhanh tay lên luôn hộ em. Lưu ý người đẹp nào có đuôi số điện thoại nổi đầu tiên trùng với CD tờ tiền này là sẽ sở hữu luôn được một cái áo dạ như em đang mặc, có đầy đủ áo dạ như em đang cầm nhá, đầy đủ size số S, M, L. Lưu ý hộ em đi ạ. Bây giờ em sẽ công bố nhá. Ai chưa chia sẻ lưu ý là comment lên số điện thoại có thể tìm được ra Facebook cả nhà nhá. Số điện thoại không tìm được ra Facebook tạch, không chia sẻ tạch, không ấn theo dõi trang Facebook của em tạch. Nên mọi người hãy nhanh tay lên luôn hồi em nhá. Đừng để trúng series của mình rồi mà không thực hiện các bước còn lại thì rất là tiếc nhá. Tại vì áo giả này em không bán đâu ạ, em chỉ để tặng thôi. Nên mọi người lưu ý hồi em nhá. Rất là hồi hộp luôn, rất là hồi hộp nhá. Em đã biết cái series này rồi nhá. Em đã biết series này nhá. Lưu ý hồi em, mọi người hãy lên luôn đi nào. Hãy lên luôn. Người đẹp nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ luôn. Và người đẹp nào chưa ấn theo dõi trang Facebook, nhớ là ấn theo dõi trang Facebook nhá. Ấn theo dõi trang Facebook, em đang live stream ở đây ạ. Ấn theo dõi trang Facebook đi ạ. Ấn theo dõi trang Facebook, ấn chia sẻ đi ạ. Và lên số điện thoại có thể tìm được ra Facebook nhá. Lưu ý hộ em. Ấn theo dõi trang Facebook này. Lên số điện thoại của mọi người có thể tìm được ra Facebook nhá. Lưu ý số điện thoại không tìm ra Facebook tạch, không chia sẻ tạch, không ấn theo dõi trang Facebook tạch. Ok nhá. Ok nhá, rất là hồi hộp nào. Rất là hồi hộp, nhớ là không có số điện thoại của mình thì đừng comment nhá, để tránh mất quyền lợi của người khác nhá. Lưu ý hộ em nhá. Lưu ý hộ em là đừng để mất quyền lợi của người khác nhá. Lưu ý hộ em. Nên không có số điện thoại này thì đừng comment nhá, để cho người khác vào nhận quà nhá. Lưu ý hộ em. Ok. Em sẽ ghi nhận người đẹp nào có đuôi số điện thoại trùng với và nổi đầu tiên trên tường của em nhá. Ai bị ẩn comment là em không chịu trách nhiệm nhá. Lưu ý hộ em. Nên em đã dành thời gian rất là lâu để mọi người tương tác rồi nha. Ai bị ẩn comment là em sẽ không chịu trách nhiệm nha. Em sẽ ghi nhận người đẹp nào nổi đầu tiên ở tường của em. Ok. Người đẹp nào có đuôi số điện thoại 16 ạ. Đuôi số điện thoại 16 ạ. 16 nhanh vào nhận áo ra nào. 16 nhanh vào nhận áo ra nào. Nhanh tay lên luôn đi nào. Đuôi số điện thoại 16 ạ. Nhanh tay lên luôn đi nào. Đuôi số điện thoại 16 ạ. 16 ơi, 16 ơi, nhanh vào luôn hồ em đi ạ.
Người đẹp nào ở đây đưa số điện thoại 16 nhanh vào luôn hộ em đi nào. Nhanh tay luôn hộ em đi nào. Nhanh tay ạ. Đuôi số điện thoại 16 nha. Đuôi số điện thoại 16 có 5 cái áo dạ nên mọi người hãy thường xuyên xem livestream để sở hữu ngay áo dạ nhá. Có 5 cái áo dạ luôn nhá để mọi người có thể quyền sở hữu nhá. Đuôi số điện thoại 16 ạ. Người đẹp nào nhanh tay vào luôn đi nào. Người đẹp nào đuôi số điện thoại 16 ạ. Người đẹp nào đuôi số điện thoại 16 ạ. Áo dạ để tặng không bán, lưu ý hộ em đừng ai hỏi mua áo dạ nhá. Đuôi số điện thoại 16 nào. Nhanh tay vào luôn đi nào. Đuôi số điện thoại 16 nha. 1616 nào. Ok, đã thấy chị Nguyễn Huyền này. Ok, em đã like của bà của chị Nguyễn Huyền rồi nha. Đã thấy người đầu tiên Nguyễn Huyền nha. Cả nhà ơi, em đọc cho cả nhà và cùng kiểm tra hộ em nha. Đuôi số điện thoại Nguyễn Huyền này 016 ạ. 0168 này. 0168 313 313 3816 nha. 0168 313 3816 ạ. Ok nhá, đã tìm ra Phây Nguyễn Huyền ạ. Mọi người thấy rõ không ạ? Đã tìm ra Phây Nguyễn Huyền nhá. Hy vọng chị này ok. Rất là ok nhá. Mọi người thấy rõ không ạ? Mọi người thấy rõ không ạ? Đầu tiên là chị Nguyễn Huyền nhá. Chị Nguyễn Huyền, mọi người thấy rõ chưa ạ? Chị Nguyễn Huyền nhá. Chị Nguyễn Huyền đây ạ. Chị Nguyễn Huyền nhá. Mọi người hãy chia sẻ thật nhiều để có thể cơ hội sở hữu nhá. Mọi người thấy rõ chưa? Chị này đã chia sẻ nhá, chia sẻ rất là nhiều nhá. Đây ạ. Đây nhá, chị Nguyễn Huyền đã may mắn sở hữu được ngày một cái áo dạ của ngày hôm nay. Chị Nguyễn Huyền là số điện thoại 0168313 3816. Hãy liên hệ với shop, gửi inbox trực tiếp cho shop địa chỉ kèm theo số điện thoại nhận hàng để shop ngay lập tức gửi quà cho chị nhá. Ok, bây giờ thì để em gọi cho chị này nhá, xem chị này là người ở đâu nhá. 0168 này 313 nhá, rất là dễ để nhận quà luôn. 3816 nhá. Ok ạ. Đang còn 4 cái áo giả nữa nên cả nhà hãy thường. Sao người dùng bận đấy nhỉ? 0168 này 313 này 3816. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị bốc máy luôn hộ em đi ạ. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị bốc máy luôn hộ em đi nào để shop liên kết với chị để gửi quà nhanh nhất cho chị ạ. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị bốc máy hộ em đi nào. Alo. Alo ạ. Dạ. À, chị ơi, mình có là mình là Phây Nguyễn Huyền đúng chị nhỉ? Dạ đúng rồi. Ok, rất là chúc mừng chị đã có đuôi số điện thoại trùng với CD may mắn ở bên em nhá. Thì chị gửi tin nhắn cho em cái địa chỉ này kèm theo số điện thoại để em gửi cái áo giả siêu phẩm bên em cho chị nhá. À, dạ. Ok, chị người ở đâu chị nhỉ? Em ở Hà Tĩnh ạ. À, ở Hà Tĩnh à? Ok. À. Ok, vâng ạ. Thế thì chị cứ ngay lập tức gửi địa chỉ nhờ vào số điện thoại này nhá. Thì trong ngày hôm nay thì em sẽ gửi quà luôn cho chị nhá. Ok, nếu mà ngày nào chị nhận được quà thì chị hãy phản hồi lại shop để shop biết chị nhá. Ok, vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng, ok ạ. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rất là đơn giản, shop ở Hà Nội sẽ ngay lập tức gửi cho chị Nguyễn Huyền nhá, ở người Hà Tĩnh nhá. Đã sở hữu ngay được một cái áo dạ như thế này nhá. Đã sở hữu ngay được một cái áo dạ như thế này. Còn 4 áo dạ nữa đang chờ đón mọi người. Nên mọi người hãy tham gia mini game, hãy thường xuyên xem, hãy thường xuyên xem livestream của em nhá để có thể sở hữu áo dạ như thế này nhá. Áo dạ này em không bán nhá, chỉ để tặng thôi. Nên đừng ai hỏi mua nhá, áo dạ để tặng không bán, lưu ý hộ em nhá. Nên mọi người hãy nhanh tay chia sẻ luôn nhá. Hãy thường xuyên tương tác với Phây em để có cơ hội nhận được quà mini game. Bây giờ em sẽ sâu quần áo nhá. Bây giờ em sẽ sâu quần áo cuối live. Em sẽ chơi một lần nữa nhá. Bây giờ em sẽ sâu quần áo cuối live, em sẽ chơi một lần nữa. Rất là dễ để nhận quà, cực kỳ dễ để nhận quà. Áo dạ để tặng không bán, lưu ý đừng ai hỏi mua nhá. Đừng ai hỏi mua, lưu ý cho em nhá. Bây giờ em sẽ sâu quần áo nhá. Cuối live em sẽ chơi một lần nữa, còn 4 cái nữa thôi ạ. Áo dạ thì còn 4 cái nữa nên mọi người hãy thường xuyên, hãy theo dõi bài live từ giờ đến cuối nhá để có thể nhận tiếp áo dạ nhá. Ok nào, bây giờ em sẽ sâu quần áo nhá. Đầu tiên là em sẽ sâu màu áo len như em đang mặc. Chỉ với giá 85.000 khi chia sẻ, mọi người đã sở hữu ngay được một cái áo len như em đang mặc, lưu ý hộ em. Ai lấy áo len như em đang mặc thì lên luôn. 85.000 một cái, nhanh tay. Comment là áo len kẻ kèm theo số điện thoại.
Người đẹp nào lấy len kẻ này thì comment len kẻ kèm theo số điện thoại nhá. Đừng quên cuối like thì em sẽ chơi mini game tặng áo già một lần nữa, nên cả nhà đừng quên nhá. Lưu ý hộ em nhá. Ai lấy áo len này 85.000 khi chia sẻ chỉ với giá 85. Chỉ với giá 85 là mọi người đã sở hữu ngay một cái áo già như áo len như em đang mặc rồi ạ. Chỉ với giá 85 nhá, mọi người đã sở hữu ngay một cái áo len như em đang mặc. Người đẹp nào lấy áo len kẻ thì comment là len kẻ kèm theo số điện thoại nhá. Lưu ý hộ em nhá. Nhớ là chia sẻ. Lưu ý chia sẻ thì mới được giá ưu đãi như thế này nhá. 150 chia sẻ còn 85, nhanh tay lên luôn hộ em nào. Chất len rất là đanh nhá, ở đầu tay là nó có xòe như thế này nhá. Mọi người nhanh tay. Áo len là co giãn dưới 60 cân là mặc được nhá. Đây ạ. Áo len co giãn dưới 60 cân mặc được, chia sẻ còn giá 85.000 ạ. 150 chia sẻ còn 85, nhanh tay lên luôn hộ em nào. Chân váy 250 chia sẻ còn 170 ạ. Chân váy 250 chia sẻ còn 170 nhá. Ở trong có lớp quần như thế này này. Chân váy này có size SML nhá. Ai lấy thì comment luôn. Ai lấy len kẻ thì lên luôn cho em nhá. Người đẹp nào lấy len kẻ comment đúng cú pháp len kẻ kèm theo số điện thoại size SML nhá. Size SML mọi người đem tí ạ. Đến rồi. Ai lấy thì comment lên số điện thoại kèm theo nhá. 85.000 một cái len kẻ, nhanh tay lên luôn đi nào. 85.000 một cái. 85.000 một cái len kẻ nhá, dưới 60 cân là vừa nhá. Nhanh tay lên luôn hộ em nhá. Ai có số điện thoại trước thì được trước nhá, lưu ý số lượng có hạn. Nên mọi người hãy chia sẻ đi nào. Ok nào, Thủy Hữu một cái len kẻ này. Em ship code toàn quốc nhá. Hàng chuẩn Quảng Châu nhá, lưu ý hộ em. Thủy Hữu ok một len kẻ này, nhanh tay lên luôn 85.000 nào. Người đẹp nào lấy len kẻ thì comment đúng cú pháp len kẻ thì em mới nhường nhá. Phương Loan Nguyễn một cái này 85.000 một cái thôi ạ. 85.000 một cái nhá. Thảo Nguyễn ok nào 85.000 một cái khi len kẻ nào. Hồ Nguyễn một cái ok nào 85.000 một cái khi chia sẻ. Thu Hương ok nào. Bảo Linh len kẻ ok nào. Người đẹp nào lấy thì chia sẻ luôn đi nào, dưới 60 cân nhá. Nguyễn Thu Hương ok nào. Đỗ Linh có rồi nhá. Người đẹp nào có đơn rồi thì không comment nữa nhá. Co giãn thoải mái Trần Trang. Trần Trang một chân váy S ok nào 85.000 ạ. Nguyễn Tâm ok nào 85.000 nhá. Co giãn thoải mái dưới 60 cân. Phương Loan Nguyên ok nào. Áo 85.000 chân váy 170 ạ. Áo 85.000 chân váy 170. Người đẹp nào lấy tiền luôn. Áo len kẻ 85.000 nhá. Ai lấy tiền luôn cho em. Áo len 45 cân mặc thoải mái. Em 43 cân còn mặc được mà. Áo len kẻ thanh nữ ok nào. Thanh nữ một cái ok nào, nhanh tay nào. Người đẹp nào lấy thì comment nhanh tay đi ạ. 85.000 một cái nào. Quỳnh Như Tú Trần ok nào. Nhanh tay lên luôn hộ em cả nhà nhá. Số lượng có hạn nhá. 85.000 một cái, nhanh tay lên luôn nào. Tú Nguyên lên số điện thoại kèm theo đi ạ. Người đẹp nào lấy thì lên số điện thoại nào. Nguyễn Trang một len kẻ ok nào. 85.000 một cái, nhanh tay lên luôn nào. Châu Trần một len kẻ ok nào, nhanh tay lên luôn hộ em. Hồ Thơ ok nào. Bảo An ok nào. Ai lấy thì lên luôn cho em đi nào. Trang Phạm ok nào, Hương Văn Mai ok nào, Nguyễn Thủy ok nào, 85.000 một cái, nhanh tay lên luôn hỏi em đi nào. Dưới 60 cân là vừa nhá. Dưới 60 cân là vừa, 85.000 một cái, co giãn thoải mái 60 cân đổi lại là vừa nhá. Nên ai lấy tiền luôn cho em. Hòa My một bộ luôn ok Hòa My, ai lấy chân váy thì comment nhá. Ai lấy chân váy thì comment nhá. Người đẹp nào lấy tiền luôn cho em đi ạ. 85.000 một cái, nhớ là chia sẻ nhá. 150 chia sẻ còn 85. Lan Vũ một chân váy size L ok nào. Kiều Anh một len kẻ ok nào. Xuân Tươi Hà Vi một len kẻ ok nào. Ai lấy thì comment nhớ là chia sẻ và comment nhá. Len kẻ là 85 còn chân váy là 170 nhá. Phạm Thuyên ok nào, số lượng có hàng nhanh tay lên luôn đi nào. Lương Thu Hằng lên số điện thoại đi ạ. Phạm Thuyên hai cái ok nào. Trang Trần một len kẻ một chân váy ok nào. Hương Chi Bi một len kẻ ok nào. Thảo Nguyễn một len kẻ ok nào. Tú Nguyễn một len kẻ ok nào. Chia sẻ đi cả nhà ơi, người đẹp nào lấy thì chia sẻ nhá. Phạm Hòa một cái ok nào. Khờ Nguyễn một chân váy ok ạ. Thảo Nguyễn có đơn rồi nhá. Mọi người nhanh tay lên luôn hộ em đi ạ. Chân váy nhẹ, quần váy nhẹ em đang mặc là 170 nhá. Khi chia sẻ size S, M, L. S là dưới 48 cân, M dưới 53 cân, còn L là dưới 60 cân nhá. Áo len kẻ là 85.000 một cái, chia sẻ chỉ còn giá là 85. Duy nhất trong bài live hôm nay nhá. Len kẻ siêu đẹp luôn nhá, nhanh tay lên luôn đi nào. Người đẹp nào lấy len kẻ thì comment là len kẻ, lưu ý hộ em nhá. Nguyễn Hầu ok nào, chân váy 170 ạ. Quần váy 170, len kẻ 85. Len kẻ 85 nào, Phương Nguyên lên số điện thoại nào. Ở Thiên Địa lên số điện thoại nào, người đẹp nào lấy thì lên số điện thoại nhá. Chân váy 170 size SML.
áo như em đang mặc là 85.000 nhá. 85.000 một cái nào. Thanh hương hai cái len kẻ ok nào. Người đẹp nào lấy thì comment đúng cú pháp nhá. Phải đúng cú pháp thì em mới giành được nhá. Lưu ý hộ em nhá. Thanh hương là hai cái ok nào. Người đẹp nào lấy thì nhanh tay lên luôn hộ em đi ạ. Lê gấm ok nào. Dương thì Thanh Vân ok nào. Ai lấy chân váy thì comment kèm theo nhá. Đình Tùng ok nào. Lê Thủy ok nào. 85.000 một cái len kẻ nhớ chia sẻ nhá. Thiên Địa ok nào. Thùy Linh ok nào. 85.000 một cái len kẻ ok, nhanh tay lên luôn đi nào. 85.000 một cái len kẻ nhá. Lương Hiền len kẻ ok nào. Ai lấy len kẻ thì comment luôn. Len kẻ là 85.000 nào. Len kẻ như em đang mặc là 85.000 một cái, nhanh tay, số lượng có hạn nhá. Gần hết rồi ạ, 85.000 một cái thôi nên mọi người hãy nhanh tay. Lưu ý là người đẹp nào co giãn thoải mái dưới 60 cân là vừa nhá. Co giãn thoải mái nhá. Chân váy là 170 ạ. La Di Vương lên số điện thoại nào. Phương Loan Nguyên có đơn rồi nhá. Phương Loan Nguyên có đơn rồi ạ. Bé Tẹt ok nào. Gió Heo May ok nào. Áo da ngắn để tặng không bán. Áo da ngắn để tặng không bán nha, đừng ai hỏi mua em áo da ngắn nha. Áo da ngắn để tặng không bán, lưu ý hộ em nên mọi người hãy thường xuyên theo dõi livestream, ấn theo dõi trang page của em để chơi mini game tặng áo da nha. Chứ còn áo da lúc này em để tặng không bán nên đừng ai hỏi mua. Em không bán đâu ạ. Mèo Mèo ok nào. Nguyễn Tuân ok nào. Hường Chibi ok nào. Vân Hải ok nào. Nhanh tay lên luôn hộ em đi nào. Nguyễn Trang comment lại số điện thoại luôn hộ em nha, có thể biển comment ạ. Cúc ok nào, một màu thôi ạ. Len kẻ Ngọc Huỳnh ok nào. La Di Vương ok nào. Nguyễn Hầu thêm một len kẻ ok nào. 85.000 một cái nhanh tay nào. Người đẹp nào lấy thì comment nhanh tay nhá. Chia sẻ chỉ với giá 85. Ai lấy len kẻ thì phải comment là len kẻ kèm theo số điện thoại nhá. Người đẹp nào lấy len kẻ thì comment là len kẻ kèm theo số điện thoại nhá. Nhanh tay gần hết rồi ạ. Len kẻ gì với giá 85.000 nhanh tay nào. Nhanh tay lên luôn hồi em ạ. Đừng bỏ qua nhá. Mẫu len kẻ này quá là đẹp. 85.000 thì không ở đâu có giá này đâu, em nói thật. Xiêm Lê lên số điện thoại kèm theo nào. Xiêm Lê lên số điện thoại đi nào. Xiêm Lê lên số điện thoại nha. Nhanh tay lên luôn hồi em đi ạ. Nguyễn Tuân có đơn rồi ạ. Nguyễn Tuân có đơn rồi nha. Chị Thúy Tây ơi, mini game kết thúc rồi. Chị đừng comment số điện thoại lên đây nữa nha. Mini game kết thúc rồi ạ. Yến Lê Hồng Thị một len kẻ một chân váy ok nào. Nguyễn Trang ok nào. Nhanh tay lên luôn hồi em đi nào. Tranh thủ lấy luôn nhá. 60 cân đổ về là mặc được ạ. Lê Thị Oanh Kim ok nào. 60 cân đổ về là mặc được. Chia sẻ chỉ với giá là 85.000. Người đẹp nào lấy thì comment nhanh tay. Chia sẻ chỉ với giá 85.000 nhá. Nên mọi người lưu ý hồi em nhá. 65 cân đổ về là vừa nhá. 65 cân đổ về là vừa. Nên người đẹp nào lấy thì lên luôn. Tú Nguyên ok nào. Lương ok, chị La Di Vương là lấy thêm một cái chân váy đúng không ạ. Luna Phạm ok nào. Hiếu My lên số điện thoại đi chị ơi. Bảo Trâm ok nào. Người đẹp nào lấy len kẻ thì comment nhá. Lên số điện thoại luôn đi nào. Ai lấy thì comment lại luôn đi nào. Người đẹp nào chưa thấy em đọc tên thì comment lại nhá. Người đẹp nào chưa thấy em đọc tên thì comment lại nhá. Chỉ với 85.000 đã sở hữu ngay một cái len kẻ như thế này ạ. Siêu đẹp luôn nhá. Co giãn thoải mái dưới 60 cân là vừa ạ. Thu Hiền Điệp ok nào. Bùi Thảo ok nào. Nguyễn Tuân lấy một set ok. Em ở Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Người đẹp nào lấy trên like, lấy trên like thì mới được giá 85, còn kết thúc like là quay về giá 150 nhá. Hoặc là mọi người qua cửa hàng mua mà không chia sẻ bài like này. Và lưu ý là người đẹp nào không chia sẻ bài like này là 150, còn ai chia sẻ và lên đầy đủ số điện thoại là có với giá 85 nhá. Hạt Rẻ ok nào. Đúng rồi, áo như em đang mặc 85.000 nhá. Thanh Thủy Nguyên ok nào. Thiên Di có đơn rồi nhá. Gần hết rồi, nhanh tay lên luôn hồi em. 85.000 đã sở hữu ngay một cái nhá. Nên mọi người nhanh tay nào. Co giãn, siêu co giãn luôn. 85.000, 60 cân đổ về là mặc được. Nên nhanh tay lên luôn hồi em. Hiếu Mi ok nào. Thanh Hương ok nào. Có hai chị Thanh Hương tên giống nhau luôn. Thanh Hương hai kẻ ok nào. Xiêm Ly ok nào. Phạm Thuyên lên luôn đi nào. Chia sẻ là với giá 85.000 nhá. 85.000 một cái áo len như em đang mặc, còn chân váy như em đang mặc là 170 size SML. 85.000 là áo, còn chân váy là 170 size SML. Áo này thì rất là dễ mặc, mặc với bất cứ kiểu loại quần gì cũng đẹp luôn. 47 cân mặc thoải mái nhá. Khờ Nguyễn một cái này. Em 43 cân mặc thoải mái mà 60 cân đổ về là mặc được. Nga Đỗ ok nào. Phạm Thuyên lên số điện thoại ok. Phạm Thuyên nào, nhanh tay lên luôn nhá. Cho mình ok chị Nguyễn Trang nhá. Hợp Đặng ok nào.
ai đấy thì nhanh tay nhá. Người đẹp nào em đã ok ở trên này rồi thì hãy nhanh tay. Chị Cúc có đơn rồi nhá, hãy nhanh tay comment luôn. Inbox lên inbox vào số điện thoại kèm theo địa chỉ để em gửi ở đơn nhá. Thanh Hương hai cái ok rồi ạ. Hào Nguyễn một cái ok nào. Ai đấy thì nhanh tay nào, 85.000 một cái, nhanh tay lên luôn. 85.000 một cái áo len kẻ như em đang mặc siêu đẹp luôn nhá. Chân váy size SML này, chân váy là 170, còn áo là 85.000. Chân váy 170, chân váy là chân váy da nhá, ảnh nhũ rất là đẹp nhá. Chân váy da ảnh nhũ nhá. Đằng sau ok nào, Anna ok nào. Đằng sau Anna ok nào, co giãn thoải mái dưới 60 cân là mặc được, em 43 cân vẫn bơi tốt nhá. Ok Phạm Thuyên là đấy, thêm một cái nữa. Ok Phạm Thuyên nào. Mọi người ai lấy Thiên luôn. Chân váy là size SML, còn áo là một size. Hàng len thì nó chỉ có một size thôi ạ. Áo em đang mặc là 85.000. Người đẹp nào lấy thì nhanh tay, gần hết rồi ạ. Áo em đang mặc là 85.000 nhá. Ngọc Huỳnh ok nào. À Ngọc Huỳnh lúc này có đơn rồi đúng không? Người đẹp nào lấy thì nhanh tay nào. Nguyễn Hải ok nào. Chị Nguyễn Hải, ba bộ của chị đã chốt đơn chưa ạ? Áo em đang mặc là 85.000 nào. Nguyễn Hầu lên số điện thoại. Áo em đang mặc là hàng len co giãn 85.000 một cái ạ. Việt Anh ok nào, 85.000 nhanh tay nào. Lưu ý là cuối năm rồi em xài nhá. Còn ai không chia sẻ, ai không đặt hàng trên like là 150.000 nhá. Ở Nguyễn Mai lên đầy đủ thông tin kèm theo số điện thoại nào. Chị Nguyễn Phương có phải lấy không nhỉ? Ai lấy thì phải comment đầy đủ thông tin nhá. Kiều Hương ok nào. Người đẹp nào lấy thì comment là len kẻ kèm theo số điện thoại nhá. Thế thì chị Nguyễn Hải ơi, chị chốt đơn lúc nào? Nếu mà chốt đơn chốt đơn từ hôm qua thì đơn đi rồi ạ. Kho hàng tiện ích ok nào. Mộc Thủy Tiên hai kẻ ok nào, 85.000 một cái nhá. Dưới 60 cân là mặc vừa. Dưới 60 cân là mặc vừa, nhanh tay lên luôn hồi em, 85.000 một cái nhá. Gần hết rồi, nhanh tay nào, 85.000 một cái nào. Ok chị Nguyễn Trang nhá. 85.000 một cái, nhanh tay, nhớ là chia sẻ cả nhà nhá. Ai không chia sẻ thì em sẽ tính giá là 150 nhá. Áo len kẻ phía sau là áo len em đang mặc đây ạ. Áo len kẻ phía sau là áo len em đang mặc đây nhá. Lệ Sương ok nào. Dung Thủy ok nào. Người đẹp nào lấy thì nhanh tay lên luôn đi nào. 85.000 một cái, nhanh tay còn kịp nào. Nhanh tay còn kịp lên luôn hồi em đi nào. Lưu ý là em ship code toàn quốc, đồng giá đi tỉnh là 35.000, còn Hà Nội là 20-30 nhá. Kim Luyến Mùi ok nào. Ngọc Ve Vi Ngọc Chi chị Ngọc Y Ze Vờ à. Thiên Địa có đơn rồi nha. Ship code toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền. Đồng giá đi tỉnh là 35.000, còn Hà Nội là 20-30. Tùy từng khu vực nha. Lưu ý hộ em. Chân váy, quần váy em đang mặc là 170 size SML, còn áo em đang mặc là 85.000 nhá. Áo em đang mặc là 85.000 ạ. Đây ạ. Hàng len nhá, ở phần tay này. Phần tay nó có phần như thế này nhá. Người đẹp nào lấy thì em luôn cho em. Không free ship ở đâu nhá. Nhà em đã sale từ 150 xuống còn 85 thì giá cực kỳ rẻ rồi ạ. Giá siêu rẻ rồi nhá, lưu ý hộ em nhá. Mọi người qua cửa hàng mua là em vẫn để giá với 150. Còn ai mua trên live thì em mới tính giá 85 nhá. Mọi người lưu ý hộ em nhá. Ai lấy thì em luôn cho em đi nào. Người đẹp nào lấy thì comment nhanh tay luôn đi nào. Đây là đây em đang mặc là quần váy ạ. Em đang mặc là quần váy nhá. Đây ạ, phía trong này có quần này, ở ngoài là có một lớp giả váy như thế này. Đây là quần váy da nhá, size SML, 60 cân là mặc thoải mái. Chị Ngân Thịnh nhá. Nguyễn Mai hai len kẻ ok nào. A Music ok nào. 85.000 một cái. Huệ Nhi lên số điện thoại. Huệ Nhi lên số điện thoại. Người đẹp nào đấy thì comment nhanh tay, gần hết rồi ạ. 85.000 một cái nhá. Người đẹp nào em đã ok ở đây rồi thì hãy chủ động nhắn tin địa chỉ nhá, để em dành phần nhanh nhất nhá. Tại vì cái này em xả thì mới có giá này, chứ còn trên thị trường thì không ai cạnh tranh được đâu. Một cái áo này mà rời với giá 85.000 thì làm sản xuất ra còn chưa có giá này nữa cơ. Rất là đẹp nhá. Quần váy là 170, còn áo là 85.000 ạ. Đồng giá đi tỉnh là 35.000. Cứ bất cứ khu vực nào trên đất nước Việt Nam này đều 35.000. Còn Hà Nội 20-30 nhá. Chị Nguyễn Hải ơi, chị gọi lại đi chị ơi, gọi lại đi bảo là thêm áo len kẻ nào. Phương Loan Nguyễn có số điện thoại chưa nhở? Người đẹp nào lấy thì comment đầy đủ thông tin kèm theo một dòng nhá. Chứ mọi người cứ bảo là lấy len kẻ ở dưới mới cho số điện thoại thì em tưởng nhầm với những chị chơi mini game thì em không giành đơn đâu đó ạ. Comment đầy đủ thông tin kèm theo số điện thoại nhá. Hoàng Hiền ok nào. Lan Nguyễn thì comment lại đầy đủ thông tin kèm theo số điện thoại nào. Nhanh tay lên luôn hồi em đi nào. Nhanh tay lên luôn hồi em đi nào. Nhanh tay nhá.
Huệ Nhi lấy cái gì đấy comment lại luôn đi nào. Hiền Phan, Hiền Phạm lấy cái gì đấy comment lại đầy đủ thông tin nào. À Huệ Nhi hai cái ok nào. Huệ Nhi hai cái ok nào. Người đẹp nào lấy thiên luôn cho em, nhanh tay lên luôn đi nào. Nguyễn Phương lấy cái gì đảo. Hiền Phạm là lấy một chân váy và một áo. Hiền Phạm ok nào, nhanh tay lên luôn nhá. Hoàng Hiền một chân váy size S ok rồi ạ. 85.000 một áo nhá. Đây ạ, co giãn thoải mái dưới 65 cân là vừa nhá. Rất là đẹp. 85.000 một cái, còn chân váy này là 170 nhá, nên nhanh tay lên luôn hồi em. 85.000 một chân váy em đang mặc, sorry ạ, 85.000 một áo em đang mặc trên người và chân váy là 170. Size S, M, L, S dưới 48, M dưới 53 cân, còn L là dưới 58 cân nhá. Meo meo một len kẻ ok nào. Nhanh tay lên luôn hồi em để em qua mẫu nào. Em ở Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội nhá. Hán Vạn, Hán Vạn là mặc size L, chị Hán Vạn nhá. Lên số điện thoại kèm theo đi ạ. Cho một len kẻ Nguyễn Tuân ok nào. Người đẹp nào lấy len kẻ thì comment len kẻ nhá. Ai lấy len kẻ comment len kẻ và đừng quên chia sẻ nhá. Đang rất là nhiều siêu phẩm hot hit luôn. Nên cả nhà gắng xem like nhá. Em bán mẫu nào là em bán hết luôn nhá. Nên qua mẫu là không có hàng nữa đâu ạ. Nên người đẹp nào lấy thì nhanh tay. Ai lấy thì comment nhanh tay với giá 85.000 một cái. Người đẹp nào lấy thêm luôn. Nguyễn Thị Quỳnh Oanh lên số điện thoại kèm theo nào. Size lưu ý là áo này là hàng len co giãn 60 cân đổ về là mặc vừa nhá. Hàng len co giãn nào. Thủy Hử ok rồi ạ. Thủy Hử lấy thêm một chân váy nữa đúng chị nhỉ. Rất là đẹp nhá. Áo là 85 còn chân váy là 170 nhá. Giá sale rồi thì mới có như thế này nhá. Mọi người nhanh tay mua đi ạ. Tính ra chỉ có một tháng nữa là Tết thôi. Nên nhanh tay lên luôn hồi em nhá. Hán Vạn ok nào. Ai lấy thì comment lên luôn nhá. Len kẻ nhá ok. Phương Loan Nguyễn là hai cái đúng không ạ? Ok nhá. Nhanh tay lên luôn nào. Ok Nguyễn Tân một len kẻ em thấy rồi ạ. Bé Tẹt comment lại đầy đủ thông tin kèm theo số điện thoại nào. Người đẹp nào chia sẻ thì chia sẻ luôn đi nào. Ai chưa chia sẻ luôn thì chia sẻ luôn để em qua mẫu nào. Nhanh tay lên luôn hồi em nhá. Và đừng quên là cuối bài live này thì em sẽ chơi mini game tặng áo già nữa mọi người nhá. Nên mọi người đừng bỏ qua nhá. Và hãy nhanh tay chia sẻ luôn cho em. Tân Trang một cái lên số điện thoại. Thủy Hữu ok nào. Áo như em đang mặc là 85.000. Áo len kẻ siêu đẹp. Chân váy là 170. Áo len kẻ như em đang mặc là 85.000. Chia sẻ còn chân váy là chia sẻ còn 170. Size SML nhá. Đây là quần váy nhá. Có quần ở trong nhá. Lưu ý hồi em. Có quần ở trong này. Cái này là chất da nhá. Chất da này là chất da nhũ nhá. Mọi người thấy rõ không ạ? Rất là đẹp luôn. Bé Tẹt một len kẻ ok nào. Trần Theo ok nào. Trần Theo là lấy một chân váy rồi đúng không ạ? Chân váy size gì đấy nhở? Bé Tẹt ok rồi ạ. Người đẹp nào lấy thì nhớ chia sẻ nhá. Chia sẻ thì mới được giá là 85.000 nhá. Mọi người lưu ý hộ em. Còn không chia sẻ là 150 nhá. Lưu ý hộ em. Nên ai lấy thì hãy chia sẻ ngay bây giờ. Cuối like thì em sẽ cho máy tính lọc qua bài like này một lượt. Người đẹp nào không chia sẻ là nó sẽ tách ra và bên em không chốt đơn đâu nhá. Lưu ý hộ em nhá. 85.000 nhá. Bình thường mọi người qua cửa hàng mua thì hiện tại em vẫn để áo này với giá 150. Còn trên like thì em vừa để với giá 85 thôi nhá. Ở Tân Trang em có ship nhá. Chân váy ok Nguyên Dung nào. Áo kẻ dưới 60 cân là vừa. Hàng len co giãn nhá. Siêu co giãn dưới 60 cân là vừa. Chân váy size SML ạ. Chân váy size SML nhá. Đây là chất len. Lưu ý là hàng len mọi người thấy rõ không ạ? Nhà em là hàng len chứ không phải là thun đâu, yên tâm. Hàng len chuẩn Quảng Châu nhá, chứ không phải là thun len đâu nhá. Hạ nhà em là hàng len chuẩn đẹp, chứ đừng bao giờ so sánh hàng nhà em với hàng may lại của Việt Nam. Riêng hàng nhà em 100% là hàng chuẩn Quảng Châu nhá. Lưu ý hộ em nhá, mọi người lưu ý hộ em nhá. Đây ạ, em ở Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Em ở Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội nhá, đây ạ. Mọi người thấy rõ chất len chưa ạ? Chất len cực kỳ đẹp nhá. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Ngân Trình lấy một chân váy ok nào. Người đẹp nào lấy thêm luôn nào. Cherry Nguyễn lấy mẫu gì đấy chị ơi. Ai lấy mẫu gì thì comment đầy đủ thông tin nha. Chất của cái này là chất len. Lưu ý là chất len chứ không phải là thun len nha. 100% là len. Hàng chuẩn Quảng Châu. Còn chân váy đây ạ. Để ngăn lại cái chân váy khác. Trần Thơ một kẻ ok nào. Áo là 85.000 nào. Còn chân váy là 170. Size SML nhá, áo là 85.000 nhá. Hán Vạn 43 cân mặc size S thôi chị nhá. Chất váy em đang mặc là chất già nhá. Chất của nó là chất già nhá. Mọi người đợi tí em lấy cái khác cho mọi người xem nó dễ ạ.
Chất kèm này là chất già nha, lưu ý cho em. Đây ạ, hàng là hàng tam mắc đầy đủ nhá. Chất của nó là dạ này, dạ ảnh nhũ như thế này, mọi người thấy rõ không ạ? Chân váy này là hàng chuẩn Quảng Châu nhá. Khuy của nó là còn có biểu tượng ở vô sạc này. Đây nhá, đây ạ, chân váy là 170. Chất của nó là chất dạ nhá. Size số đầy đủ, mọi người thấy rõ không? Màn hình nó hơi lóa tí nhá. Và có cái túi ở đây nhá. Lưu ý là có cái túi ở đây nhá, mọi người có thể để đồ nhá. Lưu ý là chân váy này có cái túi ở đây nhá, 170 một cái nào. Nhanh tay lên luôn hồi em đi nào. Lam Nguyễn một áo len ok nào. Ok nhá. Áo khoác dạ để tặng không bán mà. Áo khoác dạ lúc này sâu mơ nim. Áo khoác dạ lúc này chơi mini game để tặng không bán, nên mọi người gắng theo dõi bài like và chia sẻ nhanh tay để cuối like cùng tham gia mini game nhận ngao áo khoác dạ nhá. Lưu ý hồi em nhá. Nên mọi người ai lấy thiên luôn cho em đi nào. Ok, Mai Hương comment đầy đủ thông tin kèm theo số điện thoại nào. Người đẹp nào lấy thì comment đầy đủ thông tin kèm theo số điện thoại nhá. Mini game đã chơi một lượt rồi à, tí nữa cuối live chơi một lượt nữa nhá. Chân đây à, quần váy này là chia sẻ là 170 nhá. Còn áo là chia sẻ là chia sẻ là 85.000 nhá. Đây ạ. À. Đây là quần váy nhá. Lưu ý là không phải là chân váy đâu ạ. À. Đây là quần váy mặc lên siêu đẹp luôn. Rất là dễ mặc nhá, nó là có quần nên rất là dễ mặc. Ok, chị Hán Vạn nhá, mọi người ai lấy tiền luôn đi nào. Ồ, chị Út Sti lên số điện thoại luôn đi nào. Chị Út lên số điện thoại luôn đi nào. Ai lấy nữa không nhanh tay để em qua mẫu ạ. Người đẹp nào lấy nữa không nhanh tay để em qua mẫu nào. Thanh Tâm Đằng ok nào, người đẹp nào lấy tiền luôn đi nào. Áo giả để tặng không bán, chị Linh Lơ nhá. Áo giả để tặng không bán ạ. Áo giả em không bán đâu. Áo giả em chỉ để chơi mini game thôi, để tặng không bán nhá. Yêu yêu lên số điện thoại kèm theo nào, 85.000 một cái áo len ạ. 85.000 một cái áo len nhá. Chị Đinh Nga comment lại đầy đủ thông tin kèm theo số điện thoại nào. Chị Út ok nào, người đẹp nào lấy thêm luôn đi nào. 85.000 một cái áo len, nhanh tay còn kịp ạ. 85.000 một cái áo len, ai lấy thì nhớ là chia sẻ nhá. Nhanh tay luôn để em qua mẫu nào. Cho em một váy ok chị Nguyễn Tuân nhá. Linh Lô lên số điện thoại kèm theo nào. Người đẹp nào lấy áo len thì comment là len kẻ kèm theo số điện thoại nhá. Chân váy là dưới 58 cân là vừa size L, dưới 53 cân là vừa size M, còn dưới 48 cân là vừa size S nhá. Nên cả nhà ai lấy thêm luôn, chia sẻ nhanh tay lên luôn nhỉ. Nhớ là chia sẻ cả nhà nhá. Áo này là 85.000, áo hàng len 100%, 85.000. Còn chân váy là 170.000 nhá. Ok, cái này là quần váy nha. Lưu ý là cái này quần váy không phải chân váy đâu ạ. Chân váy mà không có quần ở trong đến tầm cỡ này là quá ngắn. Mình phải mặc kiểu quần váy như thế này thì nó mới đẹp nha. Linh Lô ok nào. Ai lấy thì comment luôn để em qua mâu nha. Đinh Nga một len kẻ ok nào. Ok, có ai lấy nữa không comment nhanh tay luôn đi nào để em qua mâu nha. Ok, bây giờ em sẽ sâu áo phao dáng dài phía sau cho mọi người xem nhá. Phao dáng dài phía sau chỉ còn 4 cái duy nhất thôi. Em xả giá cực kỳ sốc luôn nên cả nhà hãy nhanh tay vào luôn hồi em nhá. Ok, bé tẹt lấy lại số đi. Ok, bé tẹt là comment nhầm số à. Ok, bây giờ mọi người chấm chấm lên luôn để em qua mẫu nào. Mọi người chấm chấm lên hồi em để em tách mẫu ạ. Mọi người chấm chấm lên luôn hồi em đi nào. Mọi người chấm chấm hồi em nhá để em tách mẫu nào. Mọi người chấm chấm lên luôn hồi em đi ạ. Mọi người chấm chấm hộ em nhá. Cả nhà ơi, cả nhà chấm chấm hộ em nào để em tách mẫu nào. Cả nhà chấm chấm hộ em nào, chia sẻ luôn đi nào. Chia sẻ luôn, chấm chấm lên luôn đi nào. Nhớ là cuối like nhá, nhớ là cuối like. Cuối like ấn theo dõi và tham gia mini game để sở hữu ngay áo giả này nhá. Còn áo giả em tặng không bán đâu. Áo giả nơ đấy em để tặng không bán đâu. Nên cả nhà hãy nhanh tay chia sẻ. Mọi người chấm chấm lên luôn nhá, đợi em tí nhá. Áo phao dáng dài này em còn 4 cái duy nhất. Áo phao dáng dài này em còn 4 cái duy nhất, em sale nốt nhá. Lưu ý là phao này là hàng phao mút hàng chuẩn limit siêu đẹp nhá. Chị Hà Còi em thấy à, chị Hà Còi lấy mẫu nào thì comment lên đầy đủ thông tin kèm theo số điện thoại luôn đi ạ.
Mọi người đợi em tí nhá. Đây ạ, áo phao chuẩn đẹp nhá. Phao này là hàng kiểu phao tầm gần đến đầu gối nhá. Phao này là hàng chuẩn limit ạ. Bình thường em bán 900.000, bây giờ em sale xuống chỉ còn giá 670 thôi ạ. Ngang giá lỗ rồi nhá. Nên mọi người ai lấy thì comment luôn. Có size SML nhá, còn có size SML nên người đẹp nào lấy thêm luôn cho em. Số lượng có hàng 900 chia sẻ chỉ còn 900 chia sẻ chỉ còn giá là còn giá là 690 thôi ạ. Nên ai lấy thêm luôn nhá. SML mẫu này là 60 cân vẫn mặc được nhá. Mọi người đợi em tí, em rút cái dây này ra cho rút cho mọi người xem nhá. Mọi người nhanh tay lên luôn hỏi em đi nào. Chia sẻ nhá. Áo len 50 với 60k size mấy? Em không có len nào 50 60 đâu chị Nguyễn Thị Huỳnh Oanh ạ. Ai lấy phao này thì comment luôn. Phao này là có dây rút như thế này nhá, mọi người lưu ý hộ em nhá. Mọi người có thể rút eo vào cho đẹp nhá. Bình thường em bán giá 900. Bây giờ em bán với giá chỉ còn là giá là 670 thôi. Riêng áo phao này nhá, bây giờ mọi người đi ra shop quần áo không ai bán cho mọi người dưới giá 1 triệu. Em khẳng định 100% luôn. Hàng này là hàng phao mút nhá, rất là nhẹ và rất là ấm luôn. Còn bây giờ mọi người đi ra ngoài shop mua không ai bán cho mọi người dưới giá 1 triệu đâu nhá. Nên ai phải thiên luôn, phao này là có rút chun ở bên này. Size SML, S dưới 48 cân, M dưới 53 cân. Còn L là dưới 60 cân nhá, lưu ý cho em. Mũ rất là rộng, ai lấy thiên luôn cho em. 900 chia sẻ còn 670, người đẹp nào lấy thì comment lên luôn cho em nhá. 900 chia sẻ còn 670, một màu duy nhất. Một màu duy nhất, size SML, S dưới 48 cân. Em không free ship ở đâu ạ, không free ship ở đâu nhá. Đồng giá đi tỉnh 35, còn Hà Nội là 20-30 tùy từng khu vực. Lưu ý là nếu mà Hà Nội muốn free ship thì qua cửa hàng lấy nhá. Áo này 60 cân mặc size L ạ. 900 chia sẻ còn giá 670.000 thôi ạ. 900 chia sẻ còn 670 nhá, còn ít thôi. Nên người đẹp nào chắc chắn lấy thì lên đơn nhá. Em còn ít thôi nên người đẹp nào lấy chắc chắn lấy thì lên đơn hộ em nhá. Còn không thì để em nhường người khác, lưu ý hộ em. Mọi người để em tí nhá, em đây ạ, rất là đẹp nhá. Cái dây này thì mọi người có thể rút tùy theo mọi người. Siêu đẹp luôn. Riêng áo phao này cực kỳ đẹp. Áo phao này bây giờ mà mọi người đi ra shop quần áo mua thì không shop nào bán cho mọi người dưới giá 1 triệu đâu nhá, em đảm bảo luôn nhá. SML nên ai lại trên luôn. SML nhá. Lông mũ nhân tạo à? Thì tất nhiên là lông mũ phải nhân tạo rồi chứ, lông mũ này làm có lông thật được. Lông mũ này không thích thì có thể tháo lông ra nhá, lưu ý cho em. Lông mũ này không thích thì có thể tháo lông ra nhá. Nên lưu ý cho em. 900 chia sẻ còn 670 thôi ạ. 900 chia sẻ còn 670 nhá. Mọi người nhìn chất phao này. Nhìn chất phao quá là đẹp nhá. Phao này là phao mút nhá. Phao này là phao mút siêu nhẹ và siêu ấm luôn. Rất là đẹp nhá. Các số nó căng phồng lên, mọi người nhìn rõ không ạ? Ngoài ra ngoài kéo khóa ra nó còn có khuy bấm nhá. 900 chia sẻ còn 670 nhá. 900 chia sẻ còn 670, người đẹp nào lấy thì lên luôn cho em nhá. Ai lấy thì comment nhanh tay lên luôn hỏi em đi ạ. Số lượng có hạn nhá. Còn ít thôi nên em sale nốt. Còn thời điểm bây giờ ấy, thời điểm bây giờ thời tiết rất là lạnh mà gần giáp Tết rồi nhá, mọi người ra shop quần áo mua. Không bao giờ ai bán cho mọi người một cái áo pha mà hàng limit như thế này với giá 600 đâu nhá. Toàn trên 1 triệu luôn, dao động 1 triệu, 2 triệu rất là nhiều. Nên ai để tiền lên luôn, em ở Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Chỉ có người đẹp nào đặt hàng trên line thì mới được giá 170. Chứ còn mã hàng này em bán tại cửa hàng vẫn để với giá 900.000 nhá. Trên line thì em mới để giá 670. Còn ai mà không chia sẻ bài like, không đặt trên like thì là qua shop mua là với giá 900. Nên ai lấy tên luôn, có size SML, ai lấy thì comment luôn. 46 cân thì mặc size S thôi, chị Trương Thu Hương nhá. Người đẹp nào lấy thì comment luôn, còn ít thôi nên em xả nốt nhá. Chứ còn mã hàng này ở tại cửa hàng em vẫn bán với giá 900.000 nhá, lưu ý hộ em nhá. Mọi người lưu ý hộ em, hàng limit là hàng số lượng ít nhá. Hàng chuẩn đẹp nên ai lấy tiền luôn cho em. Người đẹp nào lấy tiền luôn cho em đi nào. Siêu đẹp luôn nhá. Siêu đẹp luôn nhá. Cái này là có chun rút ở eo nhá. Ai lấy thì lên nốt cho em. Còn riêng mã hàng này mà bây giờ em bán tại cửa hàng
là 900 nhá. Còn mọi người đi mua quần áo, không bao giờ mọi người mua được cái mã hàng hàng chuẩn phao dáng dài đẹp như thế này. Nó nhìn hầm hồ thế thôi nhưng mà nó rất là nhẹ nhá, rất là nhẹ luôn. Không ai mua được cái phao này dưới giá 1 triệu đâu à, em đảm bảo luôn. Hàng của nhà em là hàng chuẩn đẹp nhá, mũ là mũ lông rất là đẹp nhá, mũ rất là to, mọi người có thể đổi thoải mái. 900 chia sẻ còn 670, 900 chia sẻ còn 670, một màu duy nhất, 52 cân màu size M chị Thủy Nguyên nhá, SML, SML ai lấy thiên luôn cho em nhá, SML người đẹp nào lấy thiên luôn cho em, ai lấy thì comment nhanh tay nhá, em quay các mặt cho mọi người xem nhá. Cái này gọi là siêu đẹp luôn chứ không phải là đẹp nữa đâu nhá, với giá 670 thôi. Em xả nốt nha, nên ai lấy tên luôn. Một màu duy nhất, có ai lấy mẫu này không nào? Lưu ý là chỉ có người đẹp nào đặt trên like thì em mới để với giá là 670 nhá. Chứ còn mọi người qua cửa hàng mua thì là 900 nhá, chứ còn em không để giá 670 đâu ạ. Lưu ý cho em nhá, nên đừng bao giờ ai thắc mắc là tại sao qua cửa hàng mua lại là giá 900 nhá. Tại vì em chỉ ưu đãi cho người đẹp nào đặt hàng trên like và chia sẻ công khai bài like này thôi ạ. Ok, Trương Thu Hương lên số điện thoại nào. Trương Thu Hương lên số điện thoại nào. Mũ lông, lông này là mình tự lắp vào nhá. Lông này là mình tự lắp vào. Thích tháo lông cũng được, cái phía sau thì em chưa lắp lông. Lông này mọi người thích tháo ra cũng được mà để ra để như thế cũng được nhá. Ok, Lâm Nguyên lên số điện thoại nào. Vũ Mai lên số điện thoại nào. Người đẹp nào lấy thì lên số điện thoại nhá. Số lượng có hạn. Chứ còn bây giờ em đảm bảo 100% mọi người cứ ra shop quần áo mà tham khảo nhá. Không ai bán cho mọi người một cái áo phao như thế này dưới giá 1 triệu đâu, em đảm bảo luôn. Riêng bản thân em cũng thế thôi, ngay tại cửa hàng em vẫn để với giá 900. Còn trên livestream em chỉ để với giá 670 cho mọi người thôi nha. Nên mọi người em rất là trân trọng những chị nào dành thời gian xem live và đặt hàng qua live nhá, lưu ý hộ em nhá. Rất là đẹp. Làm Nguyên ok nào, người đẹp nào lấy thì nhanh tay lên luôn đi nào. Với giá 670 mọi người đã sở hữu luôn một cái áo phao như thế này thì quá là tuyệt vời nhá. Lưu ý là phao này là phao mút nhá. Màu này một màu duy nhất. Màu này là màu xanh xanh ấy mọi người nhá, rất là đẹp. Một màu duy nhất, ai lấy thêm luôn. Đây là chất mút rất là mềm này. Rất là mềm nhá. Thả ra là nó rất là căng, bóp vào nó là có thể thu vào rất là bé luôn nhá. Nhung đoàn áo len thuần. Áo len thuần là chị đặt lúc nào chị Nhung đoàn nhỉ? Một màu duy nhất thôi ạ. Áo khoác giả trên kia để tặng không bán nhá. Áo khoác giả trên kia là áo giả nơ để chơi mini game, để tặng không bán, lưu ý hộ em ạ. Có ai lấy mẫu này nữa không để em qua mẫu nào. Còn riêng mẫu này thì ai bỏ qua quá là tiếc luôn. Em phải nói thật, mẫu này là em bán bằng giá nhập rồi nhá. 670.000 bây giờ ngoài thị trường phải bán dao động từ giá 1 triệu 2 triệu 1 rất là nhiều luôn. Hàng là hàng chuẩn Quảng Châu mọi người nhá, lưu ý hộ em nhá. Ok nào, bây giờ mọi người chấm luôn đi ạ để em mang qua mẫu mới nhá, để em tách mẫu nhá. Áo này là 900 chia sẻ còn 670 ạ, size SML nhá. Mini game đã chơi một lần lúc này rồi ạ, cuối live em chơi một lần nữa nhá. Ok Nhung đàn, tí nữa em sẽ bảo người kiểm tra đơn cho ạ. Áo giả cam ngắn để tăng không bán nhá. Lưu ý hồi em là người đẹp nào muốn sở hữu áo giả cam này thì hãy theo dõi Facebook Facebook của em để chơi mini game nhận ngay áo giả nhá. Còn áo giả này là em để tặng không bán, lưu ý hộ em. Nên ai muốn sở hữu áo giả này thì hãy tham gia mini game nhá. Ok nào, mọi người chấm chấm luôn để em qua mẫu nhá. Mọi người đợi tí em sẽ sang mẫu này nhá. Mọi người đợi em tí nhá để em thay quần áo nhá. Mọi người chấm chấm lên luôn đi nào. Chấm chấm lên luôn để em qua mẫu ạ. Mọi người đợi em tí nhá. Nhớ là chia sẻ thật nhiều cả nhà nhá. Nhớ là chia sẻ thật nhiều để có cơ hội tí nữa mình sẽ cùng tham gia mini game nhá. Ok mọi người đợi em tí ạ. À,
ai chưa chia sẻ thì chia sẻ luôn nhá. Lưu ý là giá trên này em chỉ áp dụng cho người đẹp nào chia sẻ thôi ạ. Mọi người đợi em tí nhá. Mọi người chia sẻ luôn đi ạ. Alpha là 670 ạ. Alpha là 670 nhá. Ok ạ. Tiếp theo là mã hàng này nhá. Mã hàng này thì nó là lót bông ở trong này mọi người nhá. Mã hàng này là lót bông ở trong này, áo là kaki nhá. Cũng có rút eo ở đây nhá, cũng có rút eo ở đây. Hàng này là hàng kaki mọi người nhá, có hai túi hai bên này. Ngoài kéo khóa ở trong thì nó còn có khuy bấm ở đây nhá. Áo này là 400, chia sẻ chỉ còn giá 250 thôi ạ. 400 chia sẻ chỉ còn giá 250, size S, M, L. S là dưới 48 cân, M dưới 53 cân, còn L là dưới 58 cân nhá. Áo phao lấy là vừa nãy em vừa sâu rồi à, 670 SML, ai lấy thiên luôn nhá. Áo phao là 670 em vừa sâu rồi nhá. Còn áo như em đang mặc là chia sẻ chỉ còn giá là 250, size SML, ai lấy thiên luôn. 250 một cái áo kaki như thế này nhá, có chun rút ở đây nhá. Ai thích rút eo thì rút vào, còn không thì có thể nhả ra nhá, để mặc suông cũng được nhá. Có hai túi hai bên, người đẹp nào lấy thiên luôn cho em. Hơi tối ngay. Ai lấy thiên luôn nhá, 48 cân đừng mặc size S thôi ạ. Chỉ với giá 250 là mọi người đã sở hữu ngay được một cái áo như em đang mặc rồi nhá. Ở trong là lót bông hẳn hoi nhá, siêu ấm luôn. Người đẹp nào lấy thiên luôn cho em đi nào, nhanh tay lên luôn hộ em đi ạ. Số lượng có hạn nhá. Số lượng có hạn nên người đẹp nào lấy thiên luôn cho em đi nào. Có áo len suông á, len suông có ạ. Len suông đợi tí em sâu nhá. Áo giả thì để tí nữa em xem lọc có mẫu nào không, tại vì áo giả lúc tối em sâu rất là nhiều rồi ạ. Ok, mang theo ký ức tí nữa em đọc sau nhá. Áo len đợi tí nữa. Len nào ạ? Len này đợi tí nữa em sâu nhá. Bây giờ ai lấy mẫu này thì lên luôn. Chia sẻ chỉ với giá 250 ạ. 250 ai lấy thì comment luôn đi nào. Chuẩn đẹp nhá, một màu duy nhất thôi ạ. Một màu duy nhất, ai lấy tên luôn nhá. 250 đây ạ. Phía sau là chunel như thế này. Phía sau là chunel như thế này nhá, rất là đẹp. 250 một cái áo này thì mọi người không mua quá là tiếc luôn nhá. Ok, Nhi khảnh một cái màu đỏ size gì nhỉ? Ai lấy áo này thì comment size kèm theo màu và kèm theo comment size và số điện thoại là được nhá. Màu đỏ siêu đẹp luôn nhá. Đỏ này đỏ đô nên không quá sáng nhá. Nên mọi người ai lấy tên luôn cho em. Nhanh tay comment, nhanh tay chia sẻ luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Áo giả thì lúc tối em sâu nhiều rồi ạ. Chắc là hôm nay không có áo giả đâu ạ. Hôm nay không có áo giả đâu nhá. Em ở Thúc Kháng Hà Nội nhá. Cái này thì mọi người siết chặt vào một tí nữa thì nó đẹp hơn nhá. Đây ạ, cho nó bồng lên. Cho nó bồng lên siêu đẹp luôn. 250 mọi người đã sở hữu ngay một áo như thế này nhá. Chất của nó là chất kaki nhá. Lưu ý hộ em nhá. Chất của nó là chất kaki, mọi người thấy rõ không ạ? Em đứng gần cho mọi người xem nhá. Đây ạ. Mọi người thấy rõ không ạ? Chất kaki nhá, đứng ở ngoài màu còn đẹp hơn nữa nhá. Màu ở ngoài màu còn đẹp hơn nữa, tại vì lên đây ánh sáng nó hơi bị lóa nên màu đỏ này nhìn hơi bị lóa một tí thôi. Đứng gần này, mọi người đứng gần mọi người thấy rõ chưa? Chia sẻ chỉ với giá là 250, người đẹp nào lấy thêm luôn. S, M, L. S dưới 48 cân, M dưới 53 cân, còn L là dưới 60 cân nhá. Hà Linh. Chị Hà Linh là đơn ở Hà Nội à chị? Đơn ở Hà Nội thì ship nhà em cầm nó đây để em dục ship nhá. Tại vì chị cũng thông cảm, nhiều đơn quá nên ship đôi lúc họ cũng chạy không kịp. Ai lấy mẫu này không ạ? 250.000 ạ, nhanh tay lên luôn hỏi em đi nào. Lưu ý là mẫu này tại cửa hàng bán là với giá 400 nhá. Hàng chuẩn Quảng Châu, size số đầy đủ, S, M, L.
S dưới 48 cân, M dưới 53 cân, còn L là dưới 58 cân nhá, lưu ý hộ em nhá. Đây ạ, bên trong áo là nó kiểu trần bông như thế này, mọi người thấy rõ không ạ? Đây nhá, trần một lót lót bông kiểu bông bông ấy, nó rất là đẹp. Nên người đẹp nào lấy tiền luôn cho em. Ai lấy thì comment nhanh tay nhá. À, chưa cầm à chị, thế thì để tí nữa em hỏi lại nhân viên chốt đơn nhá, tại vì em cũng bận, chỉ là livestream mới đi lấy hàng thôi ấy, thì còn lại là chốt đơn là để cho nhân viên, để tí nữa em hỏi chị quản lý kho xem. Ship ra Hồ Tùng Mậu 20 chị Thu Phụng nhá. Ai lấy thì comment luôn. Chỉ với giá 250 nhá. 400 mà chia sẻ chỉ còn giá 250 thôi. Size S, ML. Người đẹp nào lấy thì comment nhanh tay nhá. Vâng, em cảm ơn chị Minh Nguyễn nhá. Mẫu này tầm dưới 58 cân thôi ạ. 400 chia sẻ còn 280 nhá. Áo len sọc kia là 85.000, em sâu vào đầu bài like là chị Nhung Trần ạ. 250.000. 400 chia sẻ còn 250.000 nhá. 400 chia sẻ còn 250.000 một cái áo này thôi, nên người đẹp nào lấy thêm luôn. 400 chia sẻ còn 250.000 nhá. 250.000 một cái áo này thôi mọi người nhá, nên ai lấy thêm luôn. Đứng gần cho mọi người xem rõ này. Mẫu này dưới 60 cân thôi ạ. Mẫu này dưới 58 cân thôi ạ. Mẫu này dành cho những người đẹp nào dưới 58 cân nhá mọi người. Siết càng chặt thì cái phần dưới nó càng bồng, thì nó nhìn càng đẹp nhá. Nên ai lấy thêm luôn cho em. Chị Phương Nguyễn đã có người chốt đơn cho chị chưa nhở? Đây, mẫu kaki đây chị Văn Phạm này, mẫu kaki như em đang mặc đây này. Mẫu như em đang mặc là mẫu kaki chị Văn Phạm nhá. Rất là đẹp, có người nào, có ai lấy nữa không nào? Có ai lấy nữa không nào? Ok, bây giờ sẽ sang len nhá, mọi người nhanh tay lên luôn nào em đi nào. Mẫu này chỉ có size L là tầm dưới 58 cân thôi. Mọi người đợi em tí em qua mẫu mới nhá. Đây ạ. Tiếp theo là hàng len cao cấp này nhá. Tiếp theo là mã hàng len cao cấp này cũng rất là đẹp. Hàng này là hàng len dệt này. Dệt cao cấp 100% nhá mọi người, nhìn chất này. Chất này thì siêu đanh luôn, quá là đẹp luôn. Mọi người đợi em tí nhá, mọi người nhớ chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ luôn đi nào.